Xin chào mọi người, đã tới với cả channel PC Griffith của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đó là sử dụng torrent để có thể tải game tại channel của mình. Thì mình cũng sẽ nói luôn, đó là từ thời điểm hiện tại trở đi thì mình sẽ chủ yếu chia sẻ với các bạn những cái file game bằng link torrent nhé. Mình cũng sẽ không hoàn toàn cắt đi những cái đường link FC, Forcy hay là Google Drive gì cả. Nói chung là mình chỉ ưu tiên đặc biệt cho các bạn sử dụng torrent để tải game tại channel của mình. Thì có lẽ có nhiều bạn cũng sẽ đặt câu hỏi đó là tại sao lại không sử dụng những cái phương pháp truyền thống mà lại phải quay sang học để sử dụng cái torrent này. Thì mình cũng sẽ nói luôn cho các bạn, đó là khi mà các bạn tải game, đặc biệt là tải game Crack ấy, thì các bạn sử dụng torrent, các bạn sẽ có những cái lợi thế có thể nói là vô cùng áp đảo so với cả những cái phương pháp truyền thống mà các bạn hay sử dụng. Thì đầu tiên đó là về nguồn game. Với việc các bạn sử dụng những cái link torrent ấy, thì các bạn có thể dễ dàng đó là tiếp cận với cả một trong những cái kho game nó là lớn nhất thế giới. Vì mọi game Crack đều được up lên torrent. Bởi vì sao? Bởi vì các Cracker đa số là người nước ngoài, và cái torrent là phương pháp sử dụng chính của họ để có thể đó là truyền tải dữ liệu. Cho nên đương nhiên mình có thể dễ dàng đó là tìm kiếm được những cái bản game chất lượng cho các bạn để các bạn có thể tải về và chơi. Và những cái bản game này đều là những cái bản game có thể nói là mới nhất và xịn nhất của bất cứ một cái game Crack nào, mà những cái đầu file khác không hề có, như là FC, Forcy, Google Drive, đúng nào. Thứ hai đó là về tốc độ tải của torrent so với cả những cái phương pháp truyền thống mà các bạn hay sử dụng, và tiêu biểu nhất chính là getlink. Thì mình có thể khẳng định luôn, đó là tốc độ của torrent nó không hề thua kém một tí gì hết. Nó có thể tận dụng tối đa được những cái băng thông trong cái đường truyền mạng của các bạn, cho nên các bạn có thể yên tâm nhé. Và thậm chí các bạn có thể dễ dàng khôi phục lại file khi mà quá trình truyền tải chúng ta bị ngắt kết nối, bất kể bao lâu và bất kể thời gian nào. Điều đó có nghĩa đó là khi các bạn tải game bằng torrent ấy, chắc chắn game sẽ về được với máy tính của các bạn một cách nguyên vẹn. Và thứ ba đó là về cái tuổi thọ của file. Thì cái vấn đề này có lẽ là chúng ta gặp nhiều rồi, đúng không nào? Bởi vì như các bạn đã biết ấy, thì những cái file fshare hay là forshare ấy, thì tuổi thọ của nó rất là ngắn. Trung bình những cái tuổi thọ của những cái file đó nó chưa đến 1 tháng. Nếu mà không có người download thì nó sẽ tự động bị xóa đi, và lúc đó thì cái quá trình khôi phục lại file cũng như là tìm những cái file mới cùng nguồn ấy, với bản thân mình sẽ rất là khó khăn. Cho nên là mình sẽ gặp khó trong vấn đề đó là chia sẻ game với các bạn, đúng không nào? Còn với torrent thì lại là hoàn toàn khác, khi mà nó sử dụng một cái phương thức truyền tải dữ liệu P2P. Cái này thì nó hơi phức tạp một tí, nhưng mà các bạn có thể hiểu đơn giản đó là tuổi thọ của nó sẽ cao hơn rất nhiều lần so với cả những cái đầu file thông thường khác, được chưa nào? Thì đó đơn giản chỉ là 3 cái lợi thế nổi bật nhất của torrent mà mình nói ra với các bạn. Còn khi các bạn sử dụng torrent rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận ra nó còn nhiều cái lợi thế nữa cơ. Cho nên những cái đó thì các bạn tự tìm hiểu nhá, bởi vì mình không tiện nói ra ở đây tất cả, đúng không nào? Thì nãy giờ mình đã lan man khá là nhiều về cái lợi ích cũng như là những cái ưu điểm trong tính năng của nó rồi, đúng không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại phần quan trọng nhất, đó là làm sao để sử dụng nó. Thì để tải dữ liệu bằng torrent ấy, các bạn có 2 cách. Thứ nhất đó là sử dụng phần mềm chuyên dụng được thiết kế riêng để tải file torrent. Và thứ hai đó là các bạn có thể sử dụng những cái trình duyệt web của các bạn để tải file torrent nhé. Bất cứ một cái trình duyệt web nào thời điểm hiện tại đều hỗ trợ tính năng torrent web. Từ Mozilla, Firefox, rồi là Google Chrome hay là Cốc Cốc đều hỗ trợ cả, cho nên các bạn có thể yên tâm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết cách sử dụng từng cái một, được chưa nào? Thì đầu tiên đó là về phần mềm chuyên dụng để tải file torrent. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn 2 cái. Thứ nhất đó là uTorrent và thứ hai đó là BitTorrent. 2 cái này nó giống hệt nhau luôn. Với BitTorrent thì nó có cái giao diện màu tím và hình củ hành này, logo hình củ hành này. Còn uTorrent ấy thì nó có giao diện màu xanh lá cây với cái chữ U này. 2 phần mềm này giống hệt nhau luôn, từ giao diện cho đến cách sử dụng, cho đến tính năng cài đặt, mọi thứ khác nhau đúng cái màu rồi. Thì với những ai mà sử dụng uTorrent ấy, thì các bạn hãy đơn giản thôi, các bạn lên mở bất cứ một trình duyệt nào, các bạn gõ chữ uTorrent, sau đó thì enter là nó sẽ ra thẳng cái trang chủ trên cùng của uTorrent đây. Các bạn thấy uTorrent.com nhá, các bạn vào trang này nhá, click vào đó, các bạn có thể thấy hiện tại thì uTorrent nó cũng hỗ trợ cho một cái uTorrent web riêng luôn, cho nên các bạn thích thì có thể download nhá. Còn mình thì mình đang muốn hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái uTorrent truyền thống hơn, bởi vì nếu các bạn sử dụng uTorrent web ấy, thì các bạn có thể hoàn toàn sử dụng trình duyệt luôn, nó đơn giản và dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn với những ai ấy mà sử dụng cái uTorrent truyền thống ấy, các bạn hãy kéo xuống dưới nhá, đó đây là uTorrent Classic này đó, thì các bạn ấn phần download uTorrent Classic, click vào nhá. Rồi ở đây thì nó có những cái gói trả phí, thì chúng ta không quan tâm đến những gói trả phí này, nó sẽ cho các bạn nhiều cái chức năng hơn, đúng không nào? nhưng mình thì sẽ chỉ hướng dẫn các bạn đó là sử dụng cái phiên bản miễn phí thôi, đó là cái bản basic này, đúng không nào? Vì nếu với cái nhu cầu đó là chỉ tải game từ cái channel của mình ấy, thì các bạn không nhất thiết phải mua những cái gói này làm gì. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành download cái bản basic này về nhá. Các bạn ấn phần download now ở ngay dưới này, đây, click vào. Đó, nó sẽ tự động tải thẳng một cái bản cài đặt của uTorrent xuống cái file download của các bạn. Ở đâu thì các bạn mở lấy lên là được, đúng không nào? Hiển thị trong thư mục này. Đó, đây chính là cái bản cài đặt của uTorrent. Thì chúng ta sẽ mở lên thôi. Open. Rồi, nó hiện ra cái giao diện cài đặt của uTorrent ấy. Các bạn ấn vào next nhá. Next tiếp. Agree nhá, đây là điều khoản của nó. Rồi, ở đây ấy, nó sẽ lừa các bạn cài thêm một cái chương trình đó là Avast Free Antivirus. Cái Avast này rất là nổi tiếng nhá, rất là phổ biến luôn. Các bạn thích thì có thể cài vào. Còn không ấy, các bạn không muốn cài thêm cái Avast này ấy, thì các bạn ấn phần dislike đây. Click vào. Đó, cái chương trình uTorrent ấy nó sẽ lừa bạn thêm phát nữa, đó là nó sẽ để bạn cài thêm cái phần mềm đó là Adaware Antivirus Free, được chưa nào? Thì các bạn thích thì cài, còn không thích ấy, thì các bạn bỏ chọn vào cái phần install đây. Đó, click bỏ chọn đi, sau đó thì next tiếp nhá. Thì ở đây các bạn hãy tích chọn vào cả ba cái này, sau đó thì next phát nữa. Rồi, cả 5 cái này thì các bạn có thể mặc định luôn để nó định hình được những cái file torrent trong máy tính của các bạn nhá. Sau đó thì ấn next tiếp. Và đợi một chút, rồi xong rồi. Bây giờ thì các bạn ấn vào phần finish nhá, tích vào lau uTorrent luôn. Thì đây chính là giao diện của nó bung ra một cái trang web, các bạn tắt đi nhá. Là giao diện của uTorrent phiên bản 3.5.5, phiên bản mới nhất. Thì như các bạn có thể thấy khi mà chúng ta vừa cài xong thì nó sẽ là ngôn ngữ tiếng Việt, đúng không nào? Nếu các bạn thích ngôn ngữ khác như là tiếng Anh gì đó thì các bạn hãy ấn vào phần setting ở ngoài cùng bên phải này, phần cài đặt này. Là cái bánh răng cưa đấy, các bạn click vào. Rồi ở ngay phần tổng quan này các bạn có thể thấy phần ngôn ngữ này. Các bạn thích chọn ngôn ngữ nào thì chọn nhá. Và mình sẽ để lại nó là tiếng Việt thôi, đúng không nào? Nhân tiện vào cài đặt thì mình sẽ chỉ luôn cho các bạn thêm một vài cái nữa, một vài cái cơ bản mà các bạn cần chú ý khi sử dụng cái phần mềm uTorrent này. Thì đầu tiên đó sẽ là cái đường dẫn nhá. Đường dẫn là nơi mà cái torrent này nó tải file về trong máy tính của chúng ta. Thì các bạn hãy chọn vị trí nào đó mà các bạn muốn tải cái file đó về nhá. Như mình thì mình để ở đây, đó là ổ D file download, đúng không nào? Và mình sẽ để tất cả vào cùng một chỗ luôn, D file download. Thì thay đổi nó bằng cách đó là ấn vào cái phần ba dấu chấm nhé các bạn, đằng sau này. Đó, rồi các bạn chọn đến vị trí mà các bạn muốn lưu trong cái ổ cứng của các bạn là thôi. Mình thì ổ D và folder download, đúng không nào? Sau đó thì ấn select folder là xong. Và mình để cả 4 cái thôi nhá. Vì cái này sau khi chúng ta download xong ấy thì chúng ta có thể di chuyển nó rất là dễ dàng, cho nên là các bạn cứ để vào một chỗ cũng được, không vấn đề gì đâu. Còn nếu các bạn thích để từng chỗ từng cái một thì đó là lựa chọn của các bạn. Sau xong thì nhớ ấn áp dụng. Rồi, tiếp theo đến phần đường dẫn kết nối, cái này thì không cần quan tâm đến. Đến cái phần băng thông nhá. Thì băng thông nó là cái tốc độ, nó giới hạn cái tốc độ tải lên và giới hạn cái tốc độ download của chúng ta. Các bạn muốn cái uTorrent này sử dụng bao nhiêu băng thông của các bạn thì các bạn hãy đầu tiên các bạn hãy tính toán cái lượng băng thông mà các bạn có khi các bạn đăng ký với nhà mạng. Như cá nhân mình ấy, thì mình đăng ký một gói đó là 25 MB của bên phía VNPT. Tiện thì mình sẽ nói luôn về cái phần đó là tải lên và tải xuống của cái uTorrent này. Thì tải xuống là cái điều mà mình đang giới thiệu, đúng không nào? Nhưng mà tải lên thì các bạn hoàn toàn có thể tải file lên và chia sẻ file torrent đó với bạn bè, người thân hay là những người có nhu cầu nhận dữ liệu của các bạn được. Nhưng mà cái này ấy, nó có một cái hạn chế nho nhỏ ở trong cái phần đó là tải lên bởi uTorrent này. Trong quá trình tải lên các bạn sẽ phải tiến hành seed file và các bạn bắt buộc phải seed file từ tầm 24 tiếng cho tới 72 tiếng để đảm bảo được tốc độ đường truyền. Sau khi các bạn seed file ấy, thì cái lượng người đó là download cái dữ liệu các bạn phải lớn thì nó mới có thể đảm bảo được rằng cái file của các bạn khi mà người khác download ấy, họ sẽ có tốc độ cao. Còn nếu cái lượng người mà các bạn chia sẻ nằm lượng giới hạn, hay có thể nói là ít người ấy, ít người download cái file torrent của các bạn ấy, thì cái tốc độ của torrent nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều nhá. Đó là cái bất lợi của cái phần mềm uTorrent này. Vì vậy là mình không khuyến khích các bạn đó là chia sẻ dữ liệu thông qua torrent, chứ nào? Được thì các bạn cứ sử dụng Google Drive hay là những cái công cụ khác ấy. Còn cái này thì mình khuyên các bạn là nên chỉ sử dụng để download thì nó hợp lý hơn. Được rồi, quay lại với cả phần băng thông. Mình có 25 MB đúng không? Ví dụ mình chỉ muốn torrent trong lúc nó download nó sử dụng đó là tối đa là 10 MB dung lượng thôi. Còn 15 MB còn lại mình sẽ để chơi game, để Facebook, để gì đó, đúng không? Thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến tốc độ của nhau. Nếu thích thì các bạn có thể sử dụng, còn không ấy thì các bạn cứ để ở số 0 là nó sẽ không giới hạn tốc độ. Có nghĩa là trong quá trình các bạn sử dụng tất cả các cái chương trình trên máy tính của các bạn thì cái lượng băng thông nó sẽ chia đều cho tất cả, được chưa nào? Thì đó về phần băng thông nhá, các bạn thích thì có thể áp dụng. Đến phần tiếp theo nào, sẽ là phần giới hạn lưu lượng. Giới hạn lưu lượng cái này thì thực sự là cá nhân mình thấy sau khi mình sử dụng ấy thì mình thấy cái này nó Nó không cần thiết cái kiểu gì, đúng không? Bởi vì khi mà các bạn tải cái game đó về ấy, thì các bạn chắc chắn là phải tính toán sẵn rồi. Đó là cái game này nặng bao nhiêu ghi, cái ổ cứng mình còn bao nhiêu ghi, mình sẽ phải giải nén ra còn bao nhiêu ghi, và để cài đặt game thì mình cần bao nhiêu ghi nữa. Vì đã tính toán rồi cho nên là mình nghĩ là cái chức năng này sẽ không cần thiết, đúng không? Có lẽ mình sẽ bỏ qua nhá. Tiếp theo là đến cái hàng chờ. Hàng chờ nó cho phép các bạn đó là điều chỉnh cho uTorrent ấy, download tối đa bao nhiêu file cùng một lúc, đúng không? Tải lên và tải xuống luôn. Như mình thì mình để đây là 10, thế nào? Mình nhớ mặc định như nó là 8 với cả 5 hay là 5 gì đó. Nhưng mình thì mình sẽ setting lên là 10 nhá. Bởi vì có những tình huống mình tải rất là nhiều cùng một lúc luôn bằng torrent. Còn nếu các bạn muốn nhiều hơn, các bạn có thể để 20 cũng được. Thậm chí các bạn để 100 cũng được, chả vấn đề gì, đúng không? Nhưng mà việc các bạn tải 100 file cùng một lúc thì cái băng thông của bạn nó sẽ bị xé nhỏ ra thành 100 phần. Và lúc đó thì tốc độ tải nó sẽ vô cùng chậm, đúng rồi. Hơn nữa cái lượng cái dung lượng nó sẽ gối lại và nó sẽ có thể nói là các bạn sẽ tải một cái dung lượng file của nó rất là khổng lồ, đúng không? Và các bạn hãy nhớ một điều, khi mà các bạn tải bằng torrent ấy thì nó sẽ có một cái quá trình ngắn gọi là quá trình check file, sau đó thì nó mới bắt đầu tải cái file về. Vì thế nếu mà các bạn tải nhiều file cùng một lúc ấy thì quá trình check file nó sẽ rất là lâu, và nó sẽ khiến cho máy tính của các bạn bị quá tải rất là lâu ấy. Nó rất là nặng, nó có thể khiến các bạn bị đứng máy ấy, cho nên là các bạn tốt nhất là không nên tải nhiều. Lời khuyên của mình thì các bạn tốt nhất là cứ tải từ dưới 10 file trên nào, không nên tải nhiều hơn. Bởi dù gì thì dung lượng của các bạn cũng chỉ là một con số giới hạn thôi. Các bạn tải nhiều hay tải ít thì nó vẫn chỉ có gần đó dung lượng để tải được tất cả những cái file đó xuống. Cho nên là không nhất thiết phải tải nhiều file cùng một lúc, được chưa nào? Cứ tải từng cái một. Chỉ tải nhiều khi mà các bạn treo máy đi đâu đó rồi muốn tận dụng cái thời gian là máy treo. Thế nhá. Đó là một chút về phần cài đặt của uTorrent, phần mềm torrent. Thì có lẽ chỉ có những cái đó là chúng ta cần chú ý thôi, còn những cái khác thì chúng ta không cần quan tâm tới. Được rồi, bây giờ mình sẽ nói thêm một chút nữa về cái phần mềm torrent này, cũng như là cái phương thức hoạt động của nó, để các bạn có thể hiểu được cái cách hoạt động của nó để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả, được chưa nào? Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản để cho các bạn hình dung. Thì cái việc chúng ta tải game về ấy, nó giống như kiểu chúng ta đang đi chơi ở các khu giải trí vậy, đúng không nào? Trước đó thì các bạn đã từng đến những khu giải trí như là khu giải trí FC, đúng không? Trong đó có rất nhiều trò chơi để các bạn lựa chọn chơi và mang nó về. Khu giải trí Forcy, rồi là khu giải trí Google Drive, đó là những cái khu giải trí rất là phổ biến mà rất nhiều người Việt Nam sử dụng. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một cái khu giải trí nó hoành tráng hơn, nó to hơn rất là nhiều, nó đồ sộ hơn, đúng không? Đó là khu giải trí Torrent. Thì đặc điểm chung của những cái khu giải trí này ấy, đó là khi vào chúng ta phải xuất trình vé, đúng không? Thì vé của những cái khu giải trí FC, 4C trước đây thì đó chính là những cái link, những cái đường link ấy. Thì bên torrent cũng vậy, nó cũng cần những cái vé để có thể vào được cái khu vui chơi giải trí torrent này. Với những khu vui chơi khác ấy thì nó sẽ có một đường link thôi, đúng không? Chỉ cần một loại vé đó là các bạn có thể vào được những cái khu đó để có thể vui chơi tưng bừng, đúng không? Còn bên phía torrent này ấy, nó cung cấp cho chúng ta hai loại vé. Cái khả năng của hai tờ vé này ấy, nó hoàn toàn như nhau. Thì cái loại đầu tiên á, đây mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ đơn giản nhá. Thì ở đây mình có rất nhiều vé để vào khu vui chơi giải trí torrent và đến với cả quầy Call of Duty World War 2, đúng không nào? Như các bạn có thể thấy, mình có một vé FC này. Với vé này mình có thể vào từ cổng FC. Với vé bên dưới này, đó là vé Forcy này, thì mình có thể vào với cổng Forcy, đúng không nào? Và đặc biệt mình có hai vé nữa, hai vé xịn. Đó là hai vé để vào cổng torrent. Thì đây là vé thứ nhất và đây là vé thứ hai. Hai cái vé này chức năng nó hoàn toàn như nhau, nó đều cho phép mình đi qua cái cổng torrent. Với cái vé bên dưới này thì nó giống như kiểu là cái loại vé cũ ấy, vé nó bị nhầu nát nhưng mà thực ra là vẫn vào cổng được, nhưng mà nó chỉ hơi nhầu nát một tí thôi, trông nó hơi thảm, đúng không nào? Thì các bạn thấy nó rất là dài, đặc trưng của nó như vậy, đúng không nào? Đó là vé magnet, vé tên này là vé magnet nhé, đây này, chữ magnet ngay đầu này, MAGNET, đúng không nào? Đó là loại vé cũ. Và bây giờ chúng ta sẽ có thêm một loại vé mới nữa, giống như kiểu đó là một loại vé được cải tiến từ cái loại vé cũ ấy, nó sạch sẽ hơn, nó gọn gàng hơn, đẹp đẽ hơn, đúng không nào? Thì vé đó có cái dạng đó là đuôi chấm torrent này, các bạn để ý nhá. Bây giờ có vé rồi thì làm sao để vào cổng, đưa vé cho ai để có thể đi qua được những cánh cổng này, đúng không nào? Thì bên phía FC và 4C ấy, thì các bạn đơn giản chỉ cần lấy cái vé đó, các bạn dán vào trình duyệt, đúng không nào? Dán vào trình duyệt đó là các bạn có thể tới được quầy của Coroty World War 2, sau đó thì tiến hành tải về thông qua getlink, đúng không nào? Đó, đơn giản dễ dàng. Forcy cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy vé dán vào trình duyệt, sau đó thì tiến hành tải về thôi. Với vé của torrent thì các bạn sẽ lấy cái vé đó, mình sẽ lấy cái vé mới này nhá. Cái vé mới, vé cũ lấy cái nào cũng được, một trong hai cái, đúng không nào? Mình sẽ lấy cái vé mới trước, đây cái vé này, copy cái vé này lại. Đó, sau đó mình mở cổng torrent lên. Ở đây mình sẽ ấn vào cái đó là cái thêm torrent từ URL này, xem nào. Là cái hình cái hình quá nhỉ. Hình cạnh dấu cộng, được chưa nào? Cạnh dấu cộng nhá. Đây này, hình cạnh dấu cộng này, các bạn nhìn theo chuột của mình nhá. Click vào đó. Sau đó thì các bạn Ctrl V. Các bạn dán cái vé ra. Đó, cái vé mới này đúng không nào? Sau đó ấn đồng ý. Và nó sẽ bắt đầu xác định xem bạn sẽ đến khu đến quầy nào trong khu vui chơi này. Và nó xác định xong này. Đây chính là quầy Call of Duty 2, World War 2 đúng không nào? Đó, và ở đây nó sẽ hiện ra những cái thứ có trong cái quầy Call of Duty World War 2. Nó gồm một cái file giới thiệu này, một cái file vớ vẩn này, mình sẽ chỉ lấy ấy. Mình chỉ chơi đúng cái đó là cái file game thôi đúng không nào? 63,7 GB. Thì ở đây lúc nãy chúng ta đã chọn vị trí để có thể đó là tải file về rồi đúng không nào? Cho nên bây giờ không cần chọn nữa, tự động tải về rồi này. Và đó có thể đặt tên được file nhá. Các bạn có thể điền tên file gì đó cũng được, còn mình sẽ để mặc định tên file luôn cho nó. Sau đó thì chúng ta đơn giản thôi, quân đồ về thôi đúng không nào? Ấn đồng ý một cái, nó sẽ bắt đầu tiến hành tải về cho chúng ta. Thì đầu tiên nó sẽ tiến hành quá trình check file một tí, sau đó thì nó mới bắt đầu tiến hành tải nhá. Các bạn thấy không? Tốc độ tải đã được tăng dần lên và nó sẽ tăng lên tối đa với cái đường truyền mạng của các bạn nhá. Của mình thì tốc độ nó sẽ rơi vào khoảng tầm đó là 6 MB. Và cái quá trình này lúc đầu nó sẽ hơi lâu một tí, khoảng tầm từ 5 đến 10 phút để nó tăng tốc độ. Cho nên là các bạn lúc đầu các bạn thấy nó rất là chậm đúng rồi, chậm kinh hoàng luôn. Nhưng mà dần dần thì nó sẽ tăng nhanh lên, tăng nhanh lên. Thì đó là với cái vé đầu tiên, mình sẽ bỏ nó đi nhá, xóa đi. Bởi vì chúng ta không thể nào xuất trình hai vé cùng một lúc được, chúng ta chỉ xuất trình một vé một lúc thôi. Mình sẽ lại bỏ đi. Được rồi, thì đó là vé đầu tiên. Còn với loại vé thứ hai thì cũng tương tự như vậy. Cái vé cũ này, các bạn hãy copy cái vé cũ này lại. Đó, copy lại. Đúng nào? Sau đó thì các bạn dán nó ra, cũng cùng chỗ với cả cái vé chỗ mà các bạn đã dán cái vé mới luôn. Ấn vào cái này gọi là cái xích nhá. Hình cái xích nhá. Click vào. Sau đó thì Ctrl V. Dán cái vé cũ ra. Cái vé này dài loang ngoằng lê thê đúng không nào? Nhầm một chữ thôi là các bạn sẽ không tải đâu. Sau đó thì ấn đồng ý. Và nó cũng tương tự như thế kia, nó sẽ xác định xem bạn sẽ đến quầy nào trong khu vui chơi giải trí. Và quá trình này nó sẽ mất một lúc. Rồi xong rồi này. Đây, nó sẽ xác định trong cái khu này nó sẽ có những cái file này đúng không? Mình thì sẽ bỏ hết. Lấy đúng cái file này thôi. Thì cũng tương tự như thế kia, chúng ta đã chọn vị trí download, có thể đặt tên lên lại đúng không? Sau đó thì ấn OK, đồng ý. Đó, nó cũng sẽ bắt đầu tải tương tự như thế kia luôn. Quá dễ. Bây giờ đơn giản chỉ là đợi cho cái tốc độ tải nó tăng dần lên. Mình nhắc lại một lần nữa, cái quá trình tăng tốc độ tải nó sẽ diễn ra từ 5 cho tới 15 phút. Vì vậy các bạn khi mà thấy cái tốc độ nó chậm như rùa, 8 mấy 6 mấy kbps/giây đấy, thì các bạn đừng có hoảng nhá. Bởi vì đây là thời điểm đầu thôi. File torrent đặc trưng download của nó là vậy, lúc đầu rất là chậm, lúc sau rất là nhanh. Thì đó là cách đưa vé cho cái cổng torrent này để có thể vào khu vui chơi đúng không nào? Thì đây mình sẽ xóa đi nhá, mình sẽ không tải. Được rồi. Thì đó là cách thứ nhất để các bạn sử dụng vé torrent để vào cổng. Thì còn một cách nữa để các bạn sử dụng vé torrent để vào cổng nữa cơ. Và cách này thì nó đơn giản hơn và mình tin là sẽ có nhiều bạn sử dụng hơn. Đó là cũng với cùng những cái vé đó, đây những cái vé này đúng không nào? Mình sẽ lại copy cái vé này một nữa, copy vé mới trước nhá. Copy lại. Đấy, sau đó mình mở trình duyệt lên, bất cứ một cái trình duyệt nào. Torrent, Chrome hay là Mozilla, rồi Mozilla Firefox ấy, hay là Opera cũng được đúng nào? Mình sẽ dán cái vé đó ra, vào thanh trình duyệt này đúng nào? Sau đó thì ấn Enter. Đó, là nó sẽ tải cái file torrent về. Thì ở đây như mình đã nói, đây là một loại vé mới đúng nào? Vé được cải tiến mới, vé chấm torrent này. Cho nên là nó sẽ có cái hình dạng như thế này này. Đây, nó sẽ có cái hình dạng như thế này này. Mình sẽ cắt ra ngoài màn hình cho các bạn coi nhé. Đây này, vé torrent này. Sẽ có cái số 1 đằng dưới trông nó chối nhỉ. Các bạn đợi tí nhé, để mình xóa đi. Đó, vé torrent này. Đây là vé thế hệ mới đúng không nào? Vé loại xịn. Thì cái này đơn giản thôi. Với cái vé này các bạn chỉ cần chuột phải và open, nó sẽ tự động mở thẳng cái cổng torrent lên và nó sẽ nhét cái vé này vào cho các bạn. Mình sẽ chuột phải open rồi nhá. Đây, nó sẽ như thế này luôn. Và các bạn ấn đồng ý là download đúng không? Một lưu ý nho nhỏ cho các bạn đó là khi các bạn sử dụng cách open vé để vào cổng torrent ấy, thì các bạn hãy nhớ một điều, đó là các bạn phải giữ lại cái vé này nhá. Đây này, cái vé torrent này này. Không xóa nó, cũng như là không di chuyển nó sang ổ cứng khác được chứ nào? Cứ để yên vào đấy. Download xong thì các bạn muốn làm gì nó cũng được, không vấn đề chứ nào? Còn với việc các bạn đó là các bạn dán vé vào trong cái torrent URL đấy thì không có vấn đề gì hết, các bạn không cần phải lưu ý gì hết, các bạn chỉ cần tiến hành download bình thường thôi, không cần phải quan tâm bất cứ cái gì cả, thế nào? Thì đó là với vé thế hệ mới. Thì vé thế hệ mới này ấy, khi mà dán vào những cái trình duyệt ấy, nó sẽ tải cái này về cho các bạn, và các bạn chỉ cần open lên là nó sẽ tự động mở cái torrent lên cho các bạn nhé. Còn loại vé thứ hai ở đây là vé magnet, đúng không nào, loại vé cũ. Thì cái vé này ấy, nếu các bạn muốn sử dụng trình duyệt để tải ấy, thì chỉ có một trình duyệt chấp nhận loại vé cũ này. Các bạn nhớ nhá, chỉ có một trình duyệt chấp nhận loại vé cũ này, và đó là trình duyệt Cốc Cốc. Chứ nào, mọi trình duyệt thời điểm hiện tại nó đều chuyển sang sử dụng vé thế hệ mới rồi. Chỉ còn trình duyệt Cốc Cốc là vẫn còn sử dụng cái loại vé cũ này. Các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy nhá. Thì các bạn hãy copy cái vé cũ này lại, copy nó lại, sau đó các bạn mở trình duyệt Cốc Cốc lên. Đó, các bạn mở một cái tab mới, sau đó các bạn dán nó ra, paste nó ra, đúng không? Rồi các bạn ấn enter thì nó sẽ tiến hành tải thẳng về bằng cái trình duyệt đấy luôn. Các bạn sẽ không cần phải đi qua bất cứ một cái bước, một cái giai đoạn nào cả, mà nó sẽ tiến hành tải trực tiếp luôn. Đây chính là cái chức năng torrent web được tích hợp sẵn trong cái trình duyệt Cốc Cốc, được chưa nào? Và đương nhiên với cái trình duyệt Cốc Cốc này, bởi vì nó được tích hợp tính năng torrent web rồi, cho nên là các bạn có dán cái vé mới vào đây chăng nữa, dán cái vé mới vào trong đây, vào trong cái trình duyệt Cốc Cốc này, Ctrl V đúng không nào? Đây là vé mới nhá, enter, thì nó cũng sẽ tiến hành tải thẳng xuống giống như là cái vé cũ. Đó là ưu điểm của tính năng torrent web có sẵn trong trình duyệt Cốc Cốc. Và thời điểm hiện tại chỉ có một, theo mình được biết đấy, thì chỉ có một trình duyệt là có cái chức năng torrent web này, còn nó chính là Cốc Cốc nữa các bạn. Còn với những cái web khác ấy, như là ở đây mình có dùng Yandex này, như các bạn thì chắc chắn là các bạn sẽ sử dụng cái phổ biến nhất chính là Google Chrome đây, đúng không? Google Chrome này, và với cả một cái đó là Mozilla Firefox ấy, thì hai cái đó nó không hỗ trợ torrent web, cho nên các bạn chỉ có thể đó là tải được file torrent thế hệ mới về, và sau đó thì mở file torrent đó thông qua một cái chương trình ứng dụng đặc biệt để tải torrent, đó chính là uTorrent hoặc là BitTorrent hoặc là một cái gì đó nữa thì mình không biết, được chưa nào? Còn riêng với Cốc Cốc thì các bạn có thể sử dụng link torrent đó và download trực tiếp trên link luôn. Nhưng cá nhân mình ấy, thì mình có thể nói thế nào nhỉ? Có lẽ là mình sẽ không khuyến khích các bạn sử dụng cái torrent web này nhé. Bởi vì cá nhân mình ấy, sau khi mình trải nghiệm đó là cả hai phương thức tải torrent ấy, thì mình cảm thấy đó là cái sử dụng cái phần mềm ngoài như là uTorrent hay là BitTorrent ấy, nó tối ưu và nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với cả cái trình duyệt này các bạn ạ. Trình duyệt này thì các bạn đơn giản chỉ là tải về và vứt đó thôi. Còn bên này thì các bạn có thể kiểm soát được những cái thông số của nó nữa. Ví dụ ở đây mình sẽ tải lại nhá, cố tìm qua 2 nhá. Mình có thể đó là các bạn ấn chuột phải vào cái file mà chúng ta đang tải nhá, chuột phải nó qua sẽ thấy chúng ta có rất nhiều chức năng để điều chỉnh cái việc đó là tải file này, đúng không? Rất nhiều chức năng luôn, hỗ trợ nhiều chức năng lắm. Còn bên này ấy, thì đơn giản chỉ tải thôi và các bạn không can thiệp được gì cả. Cái cùng lắm các bạn đó, cái mà các bạn có thể làm ấy, đó là tạm dừng, sau đó thì trở lại, đúng không? Là có nghĩa là tải tiếp ấy, tạm dừng hoặc là tải tiếp, thế thôi. Còn không có bất cứ thêm một chức năng gì nữa khác cả. Còn bên này thì nó sẽ có thêm một vài cái chức năng nữa, tạm dừng, rồi là ưu tiên chuyển lên chuyển xuống, rồi là phân bố băng thông, đúng không? Phân bố băng thông cho từng link một. Link này mình ưu tiên băng thông để nó tải nhanh hơn, link kia ưu tiên băng thông để nó chậm hơn, thế này thế nọ, đúng không? Nói chung là nó có rất nhiều chức năng để hỗ trợ mình sử dụng khi trong quá trình download. Thì đó là với cá nhân mình thôi nhá, với cá nhân mình thôi, mình cần những cái chức năng này cho nên là mình mới chọn uTorrent. Còn với cá nhân các bạn chọn cái nào thì là quyền của các bạn nhá, tùy với mục đích sử dụng của các bạn. Ví dụ các bạn đơn giản chỉ các bạn chỉ muốn tải một file thôi thì các bạn hãy sử dụng Cốc Cốc một phát ăn luôn, đúng không? Tải luôn, không vấn đề gì hết. Còn với những bạn nào mà có nhu cầu tải nhiều như mình, hoặc là các bạn có những cái nhu cầu khác mà các bạn cần nhiều chức năng được hỗ trợ bởi những cái phần mềm chuyên biệt để tải torrent như là uTorrent này chẳng hạn ấy, thì các bạn hãy sử dụng cái này, nó sẽ tối ưu hơn, nó hiệu quả hơn với các bạn, được chưa nào? Bây giờ quay lại với cả một cái phần mềm sử dụng để download torrent thứ hai, đó là BitTorrent ấy. Thì ở đây BitTorrent, mình sẽ gõ lại nhá, BitTorrent. Đó, đây chính là BitTorrent. Mình sẽ vào cái trang, các bạn vào cái trang đầu tiên này nhá, bittorrent.com này. Đây. Trong đây thì các bạn có thể thấy cái giao diện cũng hỗ trợ torrent web luôn. Nhưng mà như mình đã nói, đó là nếu các bạn sử dụng torrent web thì hãy sử dụng trình duyệt. Ở đây mình muốn giới thiệu các bạn đó là cái phiên bản torrent classic. Thì các bạn có thể thấy nó giống hệt cái uTorrent luôn, thậm chí cái gói này nó bán cũng bằng tiền với uTorrent luôn, không khác một tí gì cả, chưa nào? Thì tại sao mình lại giới thiệu các bạn một cái chương trình có thể nói là nó giống hệt với uTorrent như vậy? Thì bởi vì cách đây khoảng tầm 1 tháng ấy, thì nếu mà các bạn download hay sử dụng torrent ấy, thì các bạn sẽ để ý thấy đó là cái trang uTorrent nó bị sập. Mình không biết là nó bị sập hay là nó khóa cái phân vùng Việt Nam nữa, thì nó bị sập, đúng rồi. Cho nên là lúc đó thì nếu các bạn muốn sử dụng uTorrent thì các bạn sẽ không sử dụng được, bởi vì các bạn không vào trang web để download được. thì các bạn có thể sử dụng và thay thế bằng cái đó là BitTorrent này. Nó hoàn toàn tương tự, nó giống hệt luôn, nó giống từ A đến Z, nó không khác một tí gì cả. Thế nào? Đơn giản thôi. Thì cũng cái trang BitTorrent nhá, các bạn hãy kéo xuống, ấn vào download now. Đó, nó sẽ tự động tải một cái bản BitTorrent đây. Thì các bạn hãy mở lên, click chuột vào nó. Thế nào? Đây, đây là giao diện cài đặt của BitTorrent. Thì ở đây mình sẽ ấn next tiếp, agree để đồng ý điều khoản. Rồi, tương tự như bên kia, nó cũng lừa chúng ta cài Avast Free Antivirus, các bạn ấn deny nhé. Cũng tương tự như bên kia luôn, nó cũng lừa chúng ta cài Adaware Antivirus. Các bạn bỏ chọn cái phần install nhé, sau đó ấn next. Rồi, cái này thì Down icon start, mình bỏ cái này, mình sẽ để laptop icon thôi, được không? Sau đó ấn next. Rồi, cũng tương tự, tích chọn vào 5 cái này luôn, ấn next. Đó, nó sẽ tiến hành cài đặt. Đây, nó đã xác định được cái file torrent của Call of Duty của Qua 2 và nó chuyển về logo của BitTorrent này, các bạn thấy không? Đó là quá trình xác định file của từng phần mềm ấy. Sau đó thì lau BitTorrent mình. Đây mình sẽ để tích chọn vào ấn finish nhá. Nó sẽ mở BitTorrent lên. Đây các bạn thấy, giống hệt, không khác một tí gì, đúng không nào? Cũng mua một cái trang web what the fuck. Đây, giống hệt luôn, không khác một tí gì luôn. Cũng tiếng Việt luôn, cài đặt cũng giống hệt bên kia luôn, đúng không nào? Đó, các bạn thấy không? Giống hệt luôn, không khác tí gì nhá. Băng thông này, đường dẫn này, giao diện này. Đó. Thì cài đặt như thế nào thì các bạn đơn giản chỉ cần tua lại video các bạn sẽ biết nhá. Chứ mình cũng không muốn giới thiệu tràng giang đại hải nữa, đúng không nào? Thì đó chính là BitTorrent, cái để sử dụng thay thế trong tình huống mà uTorrent nó bị làm sao đó mà chúng ta không download được. Được rồi, nãy giờ đó là những cái cách có thể nói là sử dụng torrent rồi, đúng không nào? Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đó là download mẫu một cái file torrent từ channel PC Cracker của mình nhá. Thì đây chính là channel PC Cracker của mình. Các bạn có thể lên YouTube, sau đó thì các bạn youtube.com nhá. Cho các bạn sạc C là channel và các bạn sạc thêm một cái nữa đó là PC Cracker của mình. Thì đó chính là cái channel PC Cracker của mình. Cho nào. Thì ở đây các bạn sẽ tìm được rất nhiều game luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đó là download mẫu một cái file torrent cho các bạn xem nhá. Thì chúng ta sẽ chọn cái game nào đó nhá. Chọn một cái game nào đó, Resident Evil 7 nhá. Đây là một cái game Việt hóa mình mới chia sẻ với các bạn, đúng không nào? Thì ở đây mình có để cho các bạn những đường link như là FC và torrent. Thế như mình đã nói, mình sẽ không thay thế hoàn toàn các link bằng link torrent mà mình vẫn sẽ để cho các bạn một cái link nào đó để các bạn lựa chọn. Trừ khi mình không thể nào tìm được một cái link nào đó khác với link torrent ấy, thì lúc đó mình sẽ để mỗi link torrent thôi, được chưa nào? Còn chắc chắn là mình sẽ cố gắng kiếm một cái link khác nguồn với torrent để các bạn có thể có nhiều lựa chọn hơn để download, đúng không nào? Bởi vì không phải ai cũng thích download torrent cả. Rồi, tạm như vậy nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành download cái tựa game Resident Evil 7 này bằng cái link torrent này. Thì ở đây là cái link torrent, đúng không nào? Các bạn hãy click vào nó nhá. Chứ phải vào bần nó. Mình sẽ mở với một tab mới. Nó sẽ bung ra một cái trang all war ấy. Thì ở đây các bạn ấn vào tôi không phải là người máy. Sau đó thì đợi 3 giây. Rồi ấn getlink. Đó, nó sẽ ra được cái trang tải của mc.io là cái nguồn mà thời gian gần đây mình hay sử dụng để upload những cái file có dung lượng nhỏ, chứ nào. Thì các bạn kéo xuống một chút nhá, các bạn sẽ thấy cái chữ download rất là to, đúng không nào? Thì với những ai mà đang sử dụng trình duyệt Cốc Cốc ấy, bây giờ mình sẽ làm mẫu đó là download ở trình duyệt Cốc Cốc trước nhá. Còn lát nữa mình sẽ làm mẫu ở cái trình duyệt khác sau, khác Cốc Cốc sau, chứ nào. Thì ở đây là trang download, đúng không nào? Các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy một chữ download rất là to. Thì các bạn chỉ cần click vào chữ download này. Nó sẽ bắt đầu tiến hành tải cái file đấy, nó tải thẳng cái Resident Evil rồi, đúng không? Như mình đã nói lúc nãy rồi thì Cốc Cốc có sẵn torrent web cho nên nó sẽ tiến hành tải luôn. Và file game đó là Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition của Plaza và nó nặng khoảng tầm 35GB nhá. Thì ở đây mình sẽ hủy đi. Nào. Ở đây mình sẽ F5 cái, tải lại cái trang này nhá. Thì đó là với những bạn mà các bạn muốn tải luôn bằng Cốc Cốc thì các bạn có thể làm như vậy. Còn bây giờ bạn không muốn tải bằng Cốc Cốc, bạn muốn tải bằng cái chương trình đó là uTorrent cơ, đúng nào? Thì các bạn phải làm thế nào? Thì cũng cái trang này nhá, cũng cái trang hướng dẫn cài đặt game game Resident Evil 7 của mình nhá. Mình sẽ copy cái tên miền này lại. Sau đó mình mở một cái trình duyệt nào đó khác so với cả Cốc Cốc. Thì đó là Chrome, đúng nào? Hoặc là các bạn sử dụng Mozilla Firefox hay là Internet Explorer hay là cái gì đó thì cũng được, đúng nào? Các bạn chỉ cần vào đúng cái trang hướng dẫn của mình, hướng dẫn tải game của mình. Đây cái quảng cáo kẹt đấy nhá. Nhớ like nhá, nhớ like video nhá. Thì ở đây bên dưới này các bạn cũng vào đúng cái file torrent đó. Đây là Chrome nhá, đây không phải là Cốc Cốc nhá các bạn. Đây là Chrome nhá. Thì các bạn hãy vào đúng cái file torrent, các bạn click vào đó. Đó, mở nó ra. như vậy, nó sẽ ra đúng cái trang all wall, đúng không? Các bạn cũng làm tương tự như vậy, tôi không phải là robot. Sau đó thì đợi 3 giây, sau đó thì ấn vào getlink nhé các bạn. Đó, nó lại cũng ra cái trang download tương tự như bên kia luôn, đó là mc.io, đúng không? Thì ở đây vẫn chữ download đó, thì đơn giản thôi, các bạn cũng click download. Ở đây là what the fuck, ở đây nó có thêm một cái đòi chặn nữa, thì các bạn cũng làm store phone luôn, là cái cửa hàng. Thì cái cửa hàng là hình nào các bạn click vào đó, ok. Nó sẽ bắt đầu tiến hành tải xuống, nhưng bây giờ nó sẽ không tiến hành tải game nữa, mà nó sẽ tải cho các bạn cái file torrent, đúng không? Cái vé torrent, vé thế hệ mới. Thì ở đây các bạn đơn giản thôi, chỉ cần mở nó lên, đúng không? Click thẳng vào nó là nó sẽ mở thẳng cái uTorrent ra thôi, có gì đâu, nó click vào nhá. Nó mở torrent ra này. Bây giờ chúng ta đơn giản thì là chọn file, sau đó thì tiến hành download thôi. Mọi thứ quá là easy, đúng không? Đó, Resident Evil 7, Biohazard, Gold Edition Play đang tiến hành download này các bạn thấy không? Đó, tốc độ đang tăng. Đó, đơn giản chỉ có vậy thôi. Các bạn có thể dễ dàng lấy được link cũng như là dễ dàng download được game từ channel của mình với chương trình Torrent. Thì có lẽ mình sẽ dừng lại cái video lại ở đây thôi. Cái video này hơi dài quá rồi đúng không nào? Còn ở đây thì các bạn nhớ đó là hãy đăng ký channel và ấn vào cái chuông để nhận thông báo khi nào mà có video mới của channel mình, thì các bạn nhớ vào để mà tải game nhá. Mình sẽ liên tục cập nhật những cái bản game mới nhất cho các bạn. Và cũng đừng quên đó là hãy what the fuck cái gì vậy? Và cũng đừng quên đó là hãy like fanpage Facebook để có thể cập nhật thêm nhiều thông tin hơn nữa về game console, game PC, game offline trên nào. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Đây là rồi, trồng ngứa mua đi.